Minh được tử vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Tỵ tháng nhâm thìn, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh phú đăng hỏa ngày ất tỵ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi kỵ hợi tân hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏ Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý hợi, tân hợi, tân tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà mới, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao nhân cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao lôi công, xấu đối với việc xây dựng nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh mà đây là quý nhân sẽ giúp cho bạn tuổi tí sẽ có được nhiều nguồn thu lớn ngoài mong đợi trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi tí hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của mình khi mà làm chủ được về tài chính. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có họa thủy xung khác. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo khi mà có đường tài lộc của bạn đang được thăng hoa thì đường tình duyên của bạn lại trên đà bị xa sút Đào hoa ảm đạm, khó mà có được người mình yêu thương. Với bạn tuổi Tý, sự rụt rè, rút nhát khiến cho bạn đánh mất đi nhiều cơ hội để có thể làm chủ được vận may của đời mình. Hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng bạn lại không dám đưa tay ra sợ mình bị tổn thương. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim kinh doanh phát đạt tiền bạc được rủng rỉnh, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tình cảm càng ngày càng xuất hiện những vết rạn nứt, từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng sợ hãi mà hãy tự tin vào bản thân mình, từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình yêu dường như không còn ở bên bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi sửu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn nhờ thế mà có được sự hanh thông rộng mở hơn bạn tuổi sửu bạn sẽ tìm được người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời này và trong ngày này vợ chồng tình cảm càng ngày càng bền chặt sau nhiều biến cố xảy ra và ngày thứ tư này thực sự với bạn tuổi xỉu bạn biết ơn đối phương vì đã luôn ở bên mình dù cho có chuyện gì xảy ra bạn cũng vẫn nắm chặt tay nhau Ngày này ạ, bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn có được thời cơ đã đến rất gần và bạn tuổi Sửu có thể sẽ tìm thấy được lối ra cho mình sau bao nhiêu khó khăn, trở ngại, công việc của bạn dần tiến triển tốt hơn và có những dấu hiệu đáng mừng cho bạn nữa vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có thể sẽ tìm được hướng đi mới cho mình tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hãy yêu như ngày đầu mới yêu tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa chớ nên để tình cảm biến mất trong hối tiếc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cần phải giành giật từng cơ hội để thể hiện bản thân mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc thời cơ để cho bạn tỏa sáng đang đến rất gần và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang trải qua một ngày có báo hiệu đổ tiền điên tình ngày này bà tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi và cái điều này khiến cho đối phương sinh lòng hiểu lầm bạn nhưng lại chẳng để cho bạn có được cơ hội để giải thích và với bà tuổi dần, bạn không muốn hiểu lầm này kéo dài, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của cả đôi bên, nhưng lại chẳng thể tìm được cách để khiến cho người ấy ngồi in một chỗ để lắng nghe, tự rơi vào hoàn cảnh tín thoái lượng nan. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn đang có được nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính của mình. Công sức của bạn bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng và bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ về tình cảm. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, gia đình thiếu đi sự đoàn kết gắn bó. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải mạnh mẽ bước qua khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, tiền bạc lận lưng là yên tâm hơn hẳn. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy bạn tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh sôi đường chỉ lối cho bạn cho nên với bạn tuổi mão không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nữa bạn tuổi mão sẽ nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền nếu như bạn chăm chỉ cần cù thì ắt hẳn tiền lúc nào cũng đầy ắp trong tay luôn có điều trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão dường như bạn mệnh đang mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng mình cần phải quan tâm, chăm sóc đến những người thân yêu trong gia đình. Sự vô tâm của bạn có thể khiến cho gia đình mình trở nên lạnh lẽo đi. Ngày này, bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có hỏa khác với mộc cái điều này cho thấy đôi khi bạn cần phải hy sinh những sở thích cá nhân để có thể mang lại niềm vui cho những người mà mình yêu thương. Đừng có sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình như vậy. Bạn hãy thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn nữa với những người thân yêu của mình. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có được nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đừng quá cố chấp làm cho đối phương bị tổn thương tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc may mắn đến gần chớ nên bỏ lỡ tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim hãy học cách để yêu thương tha thứ nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn xiên tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu trải qua một ngày con đường thăng quan tín chức đến gần khi mà bạn đang có được chính ấn ở bên hỗ trợ giúp sức cho bạn với bạn tuổi thìn ngày này sẽ có được vận quý nhân dẫn đường trị lối giúp cho bạn đạt được những mục tiêu của mình chỉ ra trong một thời gian ngắn ngày này ạ, bạn tử thìn cũng có khả năng lãnh đạo tốt, nhờ thế mà khi làm việc nhóm, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình thế, chủ động trong công việc của mình, cũng như là giúp đỡ đồng nghiệp ở bên mình. Thành quả mà bạn đạt được khiến ai nấy đều rất mừng vui bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi thìn nên làm theo tiếng gọi của trái tim đừng có ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương người ấy sẽ rất hạnh phúc khi bạn chủ động nói ra tình cảm của mình chứ không giấu giếm mãi nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần phải bao dung cho những thiếu sót của đối phương. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm chỉ bền chặt khi đôi bên biết giữ gìn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim giải quyết triệt để những nguy cơ tồn động. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy công việc được suôn sẻ không gặp nhiều khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang trải qua một ngày có được báo hiệu bạn sẽ có nhiều ý tưởng ở trong đầu và muốn thực hiện ngay lập tức trong ngày hôm nay. Công việc khó khăn cũng chẳng thể nào ngăn bước tín của bạn được. Bạn mạnh tuổi tỵ quyết tâm tạo nên sự khác biệt trong ngày này. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy mọi sự rồi sẽ được suôn sẻ hành thông như ý muốn với bạn. Bạn tuổi tỵ đang đi đúng hướng, đúng đường, bạn cần phải cố gắng phát huy năng lực của bản thân mình nhiều hơn nữa. Bạn cách thành công sẽ không còn xa nữa đâu ngày này bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hòa khí vượng nhắc nhở bạn tuổi tỵ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình bạn đang nóng nảy quá mức và điều đó có thể khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương khi không được tôn trọng về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chớ nên mang cảm xúc cá nhân vào công việc tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc cần phải giữ tinh thần có trách nhiệm tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên tập trung cao độ để tránh sai sót tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có thể cần phải tự rèn luyện bản thân mình Vài đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi ngọ trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xiên. Ngày này với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày tị ngọ tư hội. Cái điều này cho thấy tình yêu sẽ đến và thắp sáng trái tim của những bạn đang còn cô đơn giúp bạn có thêm được động lực trong cuộc sống này. Tuy nhiên, ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Đây là cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ tiểu nhân xuất hiện, tìm cách để phá hoại những gì mà bạn đang sở hữu. Công việc của bạn tuổi ngọ ngày này có thể xảy ra những vấn đề rắc rối ngoài ý muốn. Và với bạn mệnh tuổi ngọ trong ngày này sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết những sự cố. Chính vì thế mà bạn không còn đủ sức lực và thời gian để làm công việc chính của mình nữa. Tín độ công việc cũng vì thế mà bị tụt giảm đi đáng kể. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tiểu nhân không ngừng tìm cách phá hoại. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên học cách để phân biệt người tốt kẻ xấu. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tình yêu luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nếu đã yêu thì chớ nên nói lời xin lỗi. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc hãy dành những điều tốt đẹp cho người mà mình yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ Vi Tuổi Mùi thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn có nhiều dự định cho mình và bước đầu tiên thì bạn cần phải thực hiện đó là tìm cho mình một người để yêu thương. Khi trái tim có nơi để trở về bạn tuổi mùi mới có thể yên tâm để làm những công việc khác được. Ngày này bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội và cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự thỏa mãn mong ước của mình. Bạn tuổi mùi, bạn biết lắng nghe nhịp đập của trái tim mình để biết được mình cần gì, muốn gì và ai mới là người thực sự mà mình yêu thương. Ngày này với bạn tuổi mùi lại đang có được thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn tháo gỡ được những khó khăn trước mắt và tìm được lối đi cho mình khi mà công việc của bạn càng ngày càng có nhiều trở ngại bạn cũng đừng quá lo lắng hãy cứ từ từ và bình tĩnh thực hiện từng bước một rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc được xuân sẻ, cần phải nắm giữ lấy cơ hội. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, tình cảm có được sự thăng hoa, đảo hoa rực rỡ. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, nhớ lên kế hoạch cho tương lai. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, đừng có để cho mình nhìn lại và hối hận. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang cảm thấy mình thật là may mắn khi bao nhiêu dông bão người ấy vận nguyện ở bên cạnh mình ngày này bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành thân tị nhị hợp và bạn hiểu rằng đó là người mà mình nên trân trọng và yêu thương suốt cả cuộc đời này Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân rất có thể tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay sẽ mất mát một cách nhanh chóng chỉ vì tin lầm người. Cứ nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để đầu tư kinh doanh nghe lời đối phương mà bản mệnh chẳng hề kiểm chứng lại thông tin. Và với bạn tuổi thân, có bao nhiêu tiền bạc mà bạn tích góp được đều đổ hết vào đó. Chỉ cần có bất cứ một sai sót nào đó, dù là rất nhỏ thôi, thì mức độ thiệt hại cho bạn càng tăng lên và bạn thực sự cảm thấy hối hận mà chẳng biết phải làm sao nữa. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, tiền bạc không giữ được trong tay. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy bình tĩnh và tỉnh táo để không vấp ngã. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu bạn đang sống trong ngày hạnh phúc của đời mình khi mà tình cảm gia đình có được sự hòa hợp các thành viên trong nhà không quản mâu thuẫn, hục hạc với nhau như trước nữa mà đã đoàn kết hơn. Với bạn tuổi Dậu, bạn đang có nhiều vấn đề mà bạn phải đối mặt trong công việc ngày hôm nay khi mà bạn đang quá tự tin vào bản thân mình cho nên chẳng hề nhận ra những cạm bẫy ở ngay phía trước cứ thế mà dẫn thân về phía trước ngày này bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này còn khiến cho bạn tuổi dậu sẽ chủ quan quá mức mà không lường trước hết những vấn đề mình gặp phải điều đó có thể sẽ khiến cho bạn phải trả giá và dạy cho bạn một bài học đáng giá nữa Vài từ vi tuổi ất dầu thuộc mệnh thủy chủ quan khinh địch cho nên dễ thất bại. Từ vi tuổi đinh dầu thuộc mệnh hỏa có thể sẽ cảm thấy tiếc nối nhưng không quay lại được. Từ vi tuổi kỷ dầu thuộc mệnh thổ tình cảm gửi trao cuối cùng cũng được đón nhận. Từ vi tuổi tân dầu thuộc mệnh mộc hãy yêu thương như thể không có ngày mai. Từ vi tuổi quý dầu thuộc mệnh kim cần phải hiểu đâu là lúc nên làm gì. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất á xem từ vi cho thấy với bà tuổi tuất đang có báo hiệu bạn cần phải làm việc hết sức mình trong ngày hôm nay và giờ là đang là thời điểm thiên chốt vô cùng quan trọng để cấp trên đánh giá về năng lực làm việc của mọi người với bạn có thể có được sự thăng tín hay là không bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuốt lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh rất có thể sẽ giúp cho bạn có được thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc hiện tại của mình không có khó khăn nào có thể ngăn cản bạn tín bước thành công dù nhỏ đến đâu cũng khiến cho bạn vô cùng phấn khích và ngày này với bạn tuổi tuốt lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ với bạn đang có được sự ủng hộ từ những người thân và càng thêm làm cho bạn yên tâm để làm việc mà mình muốn. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng khi được người thân động viên thì lại như được tiếp thêm sức lực cho mình. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tình yêu càng ngày càng lớn mạnh hơn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ công sức của bạn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên hiểu đâu là điều mình cần phải làm từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đừng có để cho thời cơ trôi qua mà không làm gì và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi hợi đang có điểm báo trải qua một ngày gặp phải nhiều khó khăn trong cái việc bày tỏ tình cảm thực sự của mình. Ngày này, Bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sung, dần thân tỷ hợi. Mặc dù tình cảm dành cho đối phương dạt dào, nhưng bản mệnh lại có phần bối rối. Trong ngày thứ ba này, cái mối quan hệ giữa hai người cứ mãi rộng chân tại chỗ chứ chẳng thể tiến triển như bạn mong đợi được. Nếu như bạn tuổi hợi không thể nói thành lời thì hãy dùng hành động để thay thế, ắt hẳn người ấy cũng sẽ hiểu cho lòng bạn mà thôi. Tuy nhiên, trong ngày này, bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi hợi đừng có vì chuyện tình cảm cá nhân mà sao nhãn trong công việc. Bạn sẽ cần phải tập trung hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đâu phải là ai cũng có được việc để làm đâu. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn không được giải quyết tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cần phải hiểu cho người mà mình yêu thương tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc đừng có bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim công việc vướng phải nhiều rắc rối không được suôn sẻ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cần phải tự kiểm điểm lại thái độ làm việc của mình vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.